Nhanh lên tao gà, nhanh lên tao gà. Trời ơi Huy đó, bởi mày dẫn tao đi đâu vậy? Đêm hôm khuya khoắt thì chắc 3-4 giờ sáng rồi mà mày dẫn tao đi đâu vô rừng nguy hiểm quá vậy? Tao sẽ dẫn mày đến một nơi thú vị, chắc chắn sẽ thích cho mà coi. Cái nơi thú vị à, nghe có vẻ đáng sợ và nguy hiểm quá vậy, nhưng mà kệ đi, mày cứ dắt tao tới coi cho coi đó là nơi nào. Tới chưa rồi dạ? Tới rồi. Tới rồi sao? Ủa cái này là cái gì? Cái gì đây? Đây chính là một cái nghĩa địa tao mới tìm thấy đó tao gà. Cái gì? Một cái nghĩa địa hay còn gọi là cái nghĩa trang nữa coi. Trời, tự nhiên ban đêm hôm khuya khoắt mày dắt tao tới đây chi vậy? Tại vì tao nghe nói là trong cái nghĩa địa này có một cái gì đó rất là bí ẩn. Cái gì đó bí ẩn hay, nhưng mà sao mày lập đi? Cái chỗ này là chỗ chặn đường, không có vô được mà. Trời ơi, mày phụ tao mở cái cửa này ra coi. Trời, nó cứng quá, tao không mở ra được. Phụ hả? Được rồi, vậy bây giờ 1, 2, 3 chúng ta cùng đẩy nha, được rồi. Ê, trời ơi, cứng quá. Bây giờ mày đẩy đi. Mình dùng lực đi. Ok, 1, 2, 3 cái cùng dùng lực nha. Ok, 1, 2, 3. Ôi, cuối cùng cũng được rồi. Trời đất ơi, cái cửa gì mà nó cứng dữ vậy trời ơi. Nhưng mà bên trong này là một cái nghĩa địa thiên đàng. Oh my god. Trời đất ơi, tôi thấy lạnh gáy quá, tôi thấy lạnh quá, tôi sợ quá, tôi muốn đi về Huy đó bà. Trời, tới đây còn dễ gì nữa. Theo tao thấy thì trong này là những ngôi mộ bình thường thôi mà, làm gì có cái gì bí ẩn như mày nói đâu. Tao nhớ là trong này có một cái ngôi mộ gì đó rất là bí ẩn, mày tìm một đi. Một ngôi mộ bí ẩn, trong những cái ngôi mộ này sao làm gì có cái nào, tao thấy cái nào nó cũng giống nhau mà đúng không con. Ôi, hình như bên kia nó có cái gì nó lạ kìa Huy ơi. Tự nhiên tất cả những ngôi mộ ở đây đều dùng cái đuốc màu đỏ, tự nhiên bên kia nó lại dùng đuốc xanh vậy, nó có gì kỳ không? Là nó đó, tôi gà lại gần nó đi, lại gần nó đi. Bây giờ mình phải làm gì đây? Bây giờ mày phải đứng yên và nhìn chằm chằm vô cái mộ đó trong 1 phút. Cái gì đứng yên rồi là sao, là không có được di chuyển luôn hả? Nhớ là nhìn chằm chằm nha, mày nhìn ra chỗ khác là con ma nó tới nó hù đó. Cái gì, nhìn ra chỗ khác là con ma nó tới nó hù, ai ghê quá vậy, tôi không dám liếc mắt đi chỗ khác luôn các bạn ơi. Trời ơi, 1 phút nhớ như vậy sao mình lâu rồi. Nhìn chằm chằm trong 1 phút. Trời ơi, tao đang nhìn này. Trời đất ơi, Huy đất ơi, tao đang nhìn chằm chằm nè. Huy đất ơi, mày đâu rồi? Huy ơi, trời ơi, sao đó, sao không nghe giọng Huy đất nữa rồi các bạn? Bây giờ tôi liếc mắt đi chỗ khác là con ma nó sẽ xuất hiện mất. Đây là Huy đó lừa tôi vậy các bạn ơi, chứ tôi nãy giờ tôi nhìn chằm chằm cho tôi có thấy cái gì đâu. Hình như tôi thấy có cái gì nó đỏ nó đã xuất hiện bên trong cái ngôi mộ rồi kìa các bạn ơi. Ê, sao nó như hai cái con mắt nó đang nhìn chằm chằm cho tôi vậy, hay là tôi bị hoa mắt vậy trời? Sao bây giờ nó không phải là hai chấm đỏ nữa rồi, mà nó là cái gì vậy? Trời đất ơi, nó là một con ma. Bị lừa rồi. Trời đất ơi, có ma nè. Trời ơi, trên đời này làm gì có ma, thằng tô gà nó sợ té ra quần luôn rồi kìa. Chết rồi, sao không ai nghe mình, nó chết. Trời ơi, hình như mình thấy có cái gì đó nó đáng sợ cái gì. À, sao có một đám hồn ma nó quay lại đây. À, đừng có lại đây. Ông làm cái gì tôi vậy ơi? Huy nấp. Ủa, em đây làm gì vậy? Sao chị nghe tiếng tô gà vậy? Trời, em đang nhốt nó trong này cho nè. Trời, nó có cái gì mà chơi ác? Ủa, sao mình vừa thấy một đống hồn ma nó bay vô người mình mà sao nó mất tiêu rồi? Ôi, hình như trong người của mình có gì đó không ổn các bạn ơi. À, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình vậy các bạn? Sao tôi cảm thấy tôi không được khỏe một tí nào cả các bạn ơi? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Ô gà. Chuyện gì vậy? Sao tôi lại mất tiêu không? Ủa chị đây bây, ủa Huy nấp, ủa sao ta ở đây vậy? Em vừa bị Huy nấp cho nó xong nó nhốt em trong này nè. Ủa vậy hả? Nhưng mà sao không em cảm giác nó có gì đó lạ các bạn ơi, có phải không vậy hay là tôi chỉ mơ thôi vậy các bạn ơi? Lê, trời, em cho nó xíu mà nó sợ tè quần ghê. Lại lúc nào nó cũng cho đi tất tè cao. Trời đất ơi, nó dám rủ mình vô rồi nó còn nhốt mình lại tất tè cao. Huy nấp kia, mày dám cho anh ta. Em biết rồi, ba chị đã bị ngủ rồi. Trời đất ơi, hôm nay tôi bị người nói trộn tất thiệt chứ các bạn à. Còn những gì mà tôi thấy trong cái nghĩa địa chỉ là mơ thôi các bạn ơi, không có thiệt là bây giờ. Chúng ta yên tâm đi ngủ rồi, đóng cửa lại, không có gì là đáng sợ. Trời đất ơi, 4 giờ sáng rồi. Thôi được rồi, chúc các bạn ngủ ngon nha, tôi ngủ một giấc thiệt là ngon đây. Buồn ngủ quá đi. Ủa, hình như mình thấy cái gì cho nó như một cái hồn ma vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tao vỡ ra? Mình vừa thấy một cái bóng ma này mà
sao cửa nó mở đây trời ơi, hay là mình quên đóng cửa đây coi. Chắc là mình bị sốt rồi các bạn ơi, tôi bị hoang tử luôn. Thôi được rồi, để uống miếng nước coi. Trời đất ơi, khó chịu thiệt chứ. Sao cái tự nhiên cái tay của mình nó có gì lạ lạ vậy? Sao tự nhiên trên vòng tay mình nó có gì nó đang xoay xoay vậy? Các bạn có thấy không vậy? Có gì xảy ra vậy? Ui, rõ ràng mình đâu có thấy cái vòng gì trên tay mình đâu coi. Hay là mình lại tưởng tượng rồi? Trời đất ơi, uống miếng nước cho tỉnh cái coi. Sao tự nhiên cái ly nước của mình sao bây giờ nó thành màu đỏ rồi các bạn ơi? Hồi nãy là một ly nước lọc bình thường mà, ui sao bây giờ nó đỏ lè luôn? Chuyện gì xảy ra vậy? Do đôi tay của mình nó gì đó không ổn, vậy là mình lại tưởng tượng nó ta. Được rồi, bây giờ mình thử lại coi. Mình sẽ thử chạm vô ngôi nhà của mình. Nếu mà không có gì xảy ra là hồi nãy chắc chắn là mình tưởng tượng là mình bị ấm đâu. Giờ tôi sẽ chạm thử vô ngôi nhà của mình nè. Hay sao cái vậy? Ui, hình như là nó lại xuất hiện cái vòng tròn đỏ nó nữa rồi nè các bạn ơi. Trời ơi, ui, hình như cái ngôi nhà của mình đã biến thành một căn nhà đỏ lè luôn rồi. Vậy là sự thật rồi các bạn. Đôi tay của mình nó có một cái sức mạnh gì đó khiến tôi có thể chạm vào bất cứ thứ gì, thì thứ đó nó sẽ biến thành vô cùng đáng sợ luôn. Có chú gà đây, tôi sẽ thử chạm vô chú gà. Chú gà dễ thương ơi, cho tôi chạm vào một cái nha. À, hãy sao ơi, cái vòng tròn nó lại xuất hiện rồi kìa các bạn ơi. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, nó đã trở thành cái con gà quái quỷ gì đây trời. Đôi tay của mình nó có phép thuật thiệt sự rồi các bạn ơi. Đó chính là một đôi tay biến mọi thứ trở nên đáng sợ đó. Nếu mà bây giờ mình đang có được sức mạnh biến mọi thứ thành đáng sợ như vậy thì tại sao mình không trả thù thằng Huy Nấp vì nó đã trôn mình ta? Không biết Huy Nấp nó làm gì, chắc nó đang ngủ, nó rất là ngủ rất là ngon, nó hả hay gì nó trôn mình phát khóc luôn rồi các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ kiếm thằng Huy Nấp đâu rồi ta, Huy Nấp đâu rồi ta? Cả là nó đang ngủ ở trên này nè các bạn. La, rửa mặt cho nó skin kia đẹp trai cái coi. Cái gì? Hình như mình nghe tiếng nó phát ra từ trong bồn tắm, hay là nó đang skin kia, nó đang gọi là chăm sóc da mặt vậy các bạn. Được rồi, để mình mở cửa ra mình coi thử coi. Hãy chào. Ui, đúng như mình nghĩ. Mình sẽ rửa mặt cho nó đẹp trai, ngày mai đi chơi tiếp. Mình sẽ thử chạm vô cái bồn cầu này thử xem nó biến thành kinh dị là như thế nào các bạn à. Chạm vô cái bồn cầu này một cái coi. Hãy cha. Được rồi, tôi chạm vào rồi, bây giờ tôi sẽ lùi lại xem thử cái bồn cầu nó sẽ biến thành cái gì. Ôi, hình như là các bạn nhìn kia, nó đang trở thành cái gì kia các bạn ơi. Vậy nó đã trở thành một con quái vật. Quái vật ơi, 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 bây giờ mọi thứ tôi chạm vào trở nên đáng sợ quá coi. Ai ra rồi, nguyên một con quái vật. Trời ơi, tay mình nó cái coi. Trời đất ơi, wow, cái đôi tay ma thuật của mình xịn quá các bạn. Giờ hơi nhìn Huy nó tội nghiệp chứ kia các bạn ơi. Tôi chưa dừng lại đó đâu, tôi phải sử dụng tiếp một đôi tay ma thuật của mình nữa các bạn à. Hình như con Skibidi nó đã lạc mất rồi. Hình như Huy nó đã đi lên trên rồi, sao con Skibidi đứng đây mà đụng một cục cái chai. Được rồi, để mình lên coi thử Huy nó trốn đâu rồi. Chắc nó trốn đâu rồi kìa các bạn. Nó đang núp ở trên cái chỗ phòng ngủ của nó kìa. Skibidi nó bự quá, nó không có lên được. Ghê quá, đừng có lên đây nha. Nó mặc chỗ khác rồi coi. Được rồi, rồi bây giờ tiếp tục chúng ta phải làm gì ở đây? Có cái gì để mình chạm vô cho nó trở nên kinh dị đâu ta? Cái ghế hay là cái máy tính, hay là một con búp bê màu xanh này đây các bạn ơi. Được rồi, chạm vô con búp bê này luôn coi. Được rồi, hay cho chạm vô nó nào, biến nó thành một thứ gì kinh dị đâu ơi. Dời ơi, ôi dời ơi, hớt ghê quá, ghê kìa các bạn ơi. Dời ơi, nó đang bò ghê quá vậy trời. Nhìn kìa, nhìn kìa các bạn, nhìn cái mặt nó kìa. Được rồi, bây giờ tới xử tao Huy Nấp cho ta đi. Hớt ghê quá, ghê trời ơi, nó đang tìm Huy Nấp kìa các bạn ơi. Phát hiện nó rồi, nhìn kìa rồi. À, trời ơi, con gì nó kìa. Bây giờ tôi chạm vào bất cứ thứ gì, thứ đó đều đáng sợ. Các bạn nhìn cái Husky, Husky và Husky và Skibidi đang đứng sau Huy Nấp kia. Trời đất ơi, mày đã hiểu cảm giác sợ là như thế nào chưa hả Huy Nấp? Ê, mình không ở làng sinh tố nữa, mình ở kế cái làng này thôi. Trời ơi, Huy Nấp nó bỏ làng sinh tố, nó chạy vô làng trong này rồi. Được rồi, để mình đi vô mình coi thử coi nó trốn trong làng này nó làm được cái gì, trong khi đôi tay ma thuật của tôi vẫn ở đây mà. Trời ơi, ông nhận làng cho tôi ở kế nha. Giờ cái làng tôi có mấy quá giật ghê quá. Huy Nấp nó xin ông nhận làng ở kế luôn kìa các bạn. Nhưng mà không sao, bây giờ bàn tay ma thuật của tôi gà sẽ lại chạm vô căn nhà này. Hai cha chạm vô đây các bạn ơi, hóa nó thành kinh dị đi nào ơi. Cái căn nhà này ôi, các bạn nhìn kìa, và ông dân làng cũng sẽ căn nhà nó đổi mất tiêu rồi. Ôi, ông dân làng trở thành con gì vậy? Trời đất ơi, ông dân làng nó, ông trở thành một cái đầu dân làng nhìn đáng sợ quá trời. Được rồi, đi tiếp tục thôi nào coi. Ôi, cái gì vậy? Sao cơ thể của tôi bây giờ nó bắt đầu đỏ lên rồi vậy coi? Hình như phía dưới chân tôi bây giờ, tôi đi đâu thì nó cũng sẽ biến thành cái gì vậy? Như phía dưới chân tôi là một cái block gì đó, nhìn nó rất là đáng sợ. Nó còn có cây thánh giá đỏ nữa vậy trời. Cái đất tôi đi bây giờ nó đã trở nên kinh dị luôn rồi nè các bạn nhìn nè. Có gì đó không ổn rồi, nó không đi dùng để trôn được nữa rồi quay. Ê chết rồi, giờ sao ta, giờ sao ta? Ủa tôi gà, em làm gì vậy? Người em biết cà chua hay chưa vậy? Đây không phải cà chua, đây là tương ớt đó chị Nabi ơi. Nhưng mà em cũng không biết giải thích sao để chị nhìn nè. Bây giờ chân em đi đâu thì nó cũng tạo ra những cái thứ vô cùng gớm ghiếc và đáng sợ. Nè em đừng có mà trôn chị nha, em nói. Chị Nabi đừng có chạm vô em chưa chết rồi.
ăn thịt hết cái làng này. Trời tôi gà ơi, cứu tôi với, vậy là bố biến thành cái gì kinh dị lắm ta. Đừng có lại đây, đừng có đụng vô người ta. Cứu tôi với. Ôi không, mình là chạm vô Huy đâu. Tôi đã bảo đừng có chạm vô tôi rồi, sao mấy người này cứ tính chạm vô tôi vậy? Bây giờ đừng ai chạm vô tôi hết. Ok vậy, trời mưa hả trời, sao bây giờ trời lại mưa chứ? Nhưng mà nếu những cái hạt mưa nó chạm vô người mình thì nó có thay đổi gì không ta? Ai cái gì vậy? Bây giờ tôi sẽ cố gắng né không chạm vào bất cứ thứ gì luôn các bạn. Bây giờ chỉ cần chạm vào một thứ gì đó là hả mọi thứ nó sẽ rất là đáng sợ luôn. Vì vậy ôi trời, mình lỡ chạm vô bông hoa luôn sao? Trời đất ơi, bông hoa trở thành bông hoa có thể cười luôn rồi. Trời đất ơi sao mà bây giờ tôi chạm vô cái thứ gì nó cũng ghê quá vậy trời. Có cách nào để tôi không chạm nữa không trời? Mình sẽ không được chạm vào thứ gì không có bông hoa nào đây hết trời. Ôi kìa vậy, mình lỡ chạm vô cái cây nữa rồi. Lại chạm vô nó nữa rồi. Nó trở thành quái vật cây rồi trời. Thôi trời ơi, sao mà bây giờ tôi chạm vô cái gì nó cũng có thể đáng sợ được vậy các bạn ơi? Tôi không ngờ luôn á. Trời ơi, chạy lại các bạn ơi. Tôi phải đi thật xa khỏi làng sinh tố để tránh nguy hiểm cho mọi người coi. Được rồi, bây giờ mình sẽ mượn con ngựa này để mình điều khiển ra khỏi làng sinh tố cho tôi. Lên người ngươi à, hãy xa. Trời ơi, cái gì vậy? Dời ơi, lại nữa rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình đã chạm vô chú ngựa mà chú ngựa đã biết là cái con ngựa gì luôn, nhìn đáng sợ quá. Được rồi, đi thôi nào ngựa, chúng ta hãy đi ra xa khỏi làng sinh tố để không làm hại mọi người. Ôi đi nào, ôi sao con ngựa mình nó bị vậy? Ôi ngựa ơi, sao tự nhiên nó bị cái gì vậy? Con ngựa mình nó bị vậy? Ngựa bị vậy? Ôi cái gì? Ôi cái gì vậy? Ừ, sao nó trở thành bộ xương ngựa luôn rồi? Hình như đằng kia nó có đang có một người đang chặt gối ai con ngựa mình, nó tính làm gì anh ơi? Coi chừng kìa, coi chừng gặp nguy hiểm đó anh ơi. Anh ơi, ôi cái gì? Ừ, sao con ngựa mình, ôi nó chạm vô anh ta rồi. Như mình thấy có gì đó không ổn các bạn. Sau khi anh ta bị con ngựa chạm vô, anh ta đang bị cái gì vậy? Trời ơi các bạn nhìn kìa, anh Alex ơi, anh có ổn không vậy? Trời ơi, sao anh bẻ cổ tôi luôn? Cái gì vậy? Cái đầu của anh ta đang bay kìa, chạy thôi. Trời, vậy là sự kinh dị nó có thể lây lan đi sao? Ôi hình như mình thấy dưới chân của mình nó đang có cái gì vậy? Sao tự nhiên có một cái vòng màu đỏ đỏ xoay xoay vậy? Cái gì vậy? Bây giờ cái vòng tròn nó đã lan rộng ra, và bây giờ tôi chạm vô thứ gì thì cái đó nó trở thành một cái vùng đất máu luôn rồi các bạn. Ghê quá vậy trời ơi. Tôi chính là mầm mống của sự kinh dị rồi các bạn, đáng sợ mà tôi có thể lây mọi người đó. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta đang đi về hướng làng sinh tố hả? Nếu bây giờ mình quay lại lúc này thì sẽ không ổn cho mọi người đâu các bạn ơi. Chúng ta phải quay lại vô rừng thôi. Nhưng mà sao khu rừng này anh là lên kia, sao bây giờ anh trở nên bự quá vậy các bạn? Trở nên anh đang dí tới chỗ quay này. Trời ơi, bây giờ mình không còn cách nào khác, mình phải chạy vô làng sinh tố để tránh nạn rồi các bạn ơi. Nhanh lên, xin lỗi mọi người trong làng sinh tố nhiều nha. Trời ơi, anh đang đi truy tìm mình ở ngoài kia mà. Trời ơi, sao bây giờ anh bự vậy? Trời ơi, ghê quá, đúng coi. Trời ơi, mình đang ở cạnh đây không biết, hy vọng là anh không phát hiện ra mình các bạn ơi. Ghê quá. Được rồi, bây giờ mình sẽ tạm đi vô nhà Hachi để trốn vậy các bạn. Nếu không Alex nó sẽ phát hiện mình. Trời ơi, mình làm dơ cái nhà Hachi rồi. Hy vọng Hachi không có nhà, không biết Hachi đang ở đâu vậy ta. Rồi, tự nhiên mình soi gương mình thấy mình ghê quá vậy các bạn. Có gì đó không ổn. Cái gì vậy? Sao bây giờ cơ thể của tôi nó lại càng đáng sợ hơn hồi nãy rồi? Bây giờ nó đỏ lè luôn rồi đây các bạn. Tôi nghĩ lại coi, mọi chuyện này bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cái nghĩa trang mà Huy nó mới dắt mình tới coi. Được rồi, để mình tới đó thử xem có cách nào không. Phải đi qua cái làng sinh tố trước đã coi, tại vì cái nghĩa địa nó nằm tận bên kia là đúng. Ta phải ngăn chuyện này lại, chúng ta phải tới cái chỗ nó bắt đầu thôi coi. Trời được rồi, bây giờ nhìn từng cái cây cái cỏ lá mà tôi đi ngang qua, trời ơi nó đỏ lè đỏ lét luôn rồi các bạn à. Hình như cái vòng tròn đỏ thì nó đang rộng hơn và nó đang lan ra diện rộng luôn rồi các bạn. Sao càng ngày nó càng lan rộng ra vậy? Nó sẽ biến cái làng sinh tố thân yêu của tôi trở thành cái thứ gì luôn quá các bạn ơi. Chết rồi. Ôi các bạn, bây giờ các bạn hãy giúp tôi bằng cách là cổ vũ tôi, comment ở dưới là anh Tô Gà cố lên, hãy biến mọi thứ trở lại bình thường đi, đưa thế giới sinh tố dễ thương về cho mấy bạn fan đi. Trời ơi, để tôi cố gắng này các bạn à. Hãy đi tới nghĩa trang như thế nào để dừng lại mọi chuyện. Ôi trời ơi, hi ha, sao mày đứng ở đây mày chú mưa chi vậy? Trời ơi, tao lỡ đụng mày rồi. Ôi không có gì đó không ổn. Trời ơi, đúng như mình nghĩ luôn rồi, hi ha, nó trở thành cái thứ gì luôn rồi. Đừng có nhìn tao, là tại mày xui tao ba chạy thôi các bạn ơi. Trời đất ơi, hi ha, nó đứng ngay đúng chỗ mình đụng nó luôn rồi. Thôi được rồi, bây giờ vậy thì chúng ta càng phải nhanh lên tới cái chỗ đó nhanh lên. Hình như là nó rồi đây các bạn ơi. Mình sẽ đi vô trong bên lại cái nghĩa trang này một lần nữa để dừng lại mọi chuyện, hãy cha. Mình đã đi vô được bên trong rồi này các bạn, nhưng mà sao bên trong nó có khác gì đâu, nhưng mà làm sao để mình dừng lại chuyện này đây? Nếu mà mọi thứ bắt đầu từ cái ngôi mộ kỳ lạ này này các bạn, còn nhớ không? Tôi nghĩ bên dưới cái ngôi mộ này nó có gì đó, tôi phải đào xuống bên dưới xem thử bên dưới có gì thôi các bạn ơi. Nhanh lên, mình đào xuống được bên dưới này coi. Đây là cái gì vậy các bạn ơi? Mình nhìn kỹ coi sao tôi thấy
Như đây chỉ là một cái bộ xương, nhưng mà trên tay bộ xương này nó có một cái xích, nhìn nó rất là ghê và nó là một con quỷ hả? Các bạn nhìn kỹ nè, nhìn nè. Không lẽ đây chính là thứ mà đã gây ra mọi chuyện này sao các bạn? Ôi sao nó đâu mất tiêu rồi? Gì vậy? Không vui nha, không vui nha, hơi ghê nha. Trời ơi, kìa. Anh ở đâu cái sau lưng tôi đây các bạn ơi? Thì ra đây chính là tên đã gây ra mọi chuyện, người tính là gì ta? Kìa. Ây da. Trời ơi, anh đang tiến tới chỗ của mình kìa. Ôi nhìn các bạn gì kìa. Ôi giời ơi, giờ sao đây các bạn ơi? Có ai không cứu tôi ơi? Chết tôi rồi các bạn ơi. Ây da. Kìa vậy? Ôi kìa. Ôi cái vậy? Đó chỉ là Nabi Huy Đức và Hi Ha. Ôi sao mọi người đang tới giúp mình, đang đánh tay kìa kìa. Ôi, nhưng mà ôi, mọi người đã trở nên kinh dị rồi, nhưng mà mọi người vẫn giúp mình, sao không lẽ nào? Ôi, trời ơi, tôi cảm động quá đi mất các bạn. Cảm động quá đi, chảy nước mắt luôn rồi nè trời. Được rồi, cảm ơn mọi người đã xin tốt. Mọi người làm tốt lắm, Hi Ha, Nabi và Huy Đức. Bây giờ mọi người lùi ra để tôi. Bây giờ hắn đã nằm dưới mộ rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ dùng chính cái block đỏ mà hắn trao cho tôi. Tôi sẽ hấp cái mộ hắn lại luôn các bạn đó. Tôi sẽ đóng lại. Được rồi, người sẽ không thể nào mà thoát ra khỏi cái mộ này nữa đâu. Được rồi. Vậy là thành công chưa ta? Thành công như vậy các bạn fan của tôi ơi. Ôi nhìn như mình cảm thấy cái gì đó coi. Ôi kìa. Tôi trở lại bình thường rồi đây. Và bây giờ cái bước chân của tôi nó không còn biến mọi thứ thành kinh dị, nó không biến mọi thứ thành cái đáng sợ rồi. Nhưng mà trời mưa cũng đã trở thành trời mưa trong xanh luôn rồi, không còn là mưa máu đỏ nữa các bạn. Mình sẽ về làng xin tốt kiểm chứng xem thử mọi người đã trở lại bình thường chưa. Nếu mà các bạn coi video sau các bạn thấy rằng mọi người đã trở về bình thường và tôi quay clip trở lại bình thường thì có nghĩa là tôi đã thành công rồi đó. Coi được rồi, bây giờ chúng ta mau về làng thôi. Còn bây giờ thì các bạn muốn coi một video khác về Toga cũng không kém phần đáng sợ như video này, rất là ghê luôn, thì các bạn hãy bấm vào đây. Còn bây giờ thì tôi phải về làng xin tốt kiểm chứng mọi người đã trở lại bình thường chưa đã các bạn. Như vậy hãy chờ ở video sau xem thử mọi người đã bình thường chưa nha. Bye bye mọi người.